Chào các bạn, mình đang ở Ninh Bình. Mình đang ở một cái homestay ở thành phố Ninh Bình. Rất là yên tĩnh và đẹp, cây cối, sân rất rộng. Đây, phòng của hướng dẫn và lái xe. Toilet rất là rộng. Nhà tắm, nhà vệ sinh này chắc rộng tầm 6 mét. Rất sạch sẽ, đều ốp lát hết. Căn phòng này chắc phải rộng đến 25 mét, mỗi chiều 5 mét. Hai giường lớn, hai giường đôi, tủ gỗ. Đẹp quá. Bình thường lấy giá này cho khách nó phải tầm 5-700, nhưng mà hướng dẫn lái xe được ưu tiên giá nội bộ, chủ nhà lấy có 300 thôi. 300 đồng. Quá là đẹp. Căn phòng rộng đến 25 mét vuông. Có cả ban công riêng. Đây là ban công chung. Ban công chung cái phòng 2 này. Hai phòng chung của ban công. Ban công chỗ này nó cũng phải tầm 10 mét vuông ban công. Ở dưới là các chậu cảnh sân vườn rất đẹp. Chỉ có 300 đồng. Quá chuẩn. Đây lại có một cái bonsai nhỏ nhỏ. Một cái bonsai tiểu cảnh nhỏ nhỏ. Đó. Ninh Bình. Cố đô Hoa Lư. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới.